Chào các bạn, hôm nay tôi chia sẻ với các bạn về việc chúng ta sẽ tải kiểm tra cái gói lệnh ESTET phiên bản 3.0.7 được chia sẻ trên nhóm Toán và LaTeX. Chúng ta sẽ vào cái phần giới thiệu của nhóm và chúng ta ở cái mục số 4 là chúng ta click vào cái link chia sẻ. Thì tại đây chúng ta sẽ tải cái tệp nén lưu cái ESTET 3.0.7 này chúng ta download về. Sau khi chúng ta tải cái file nén ESTET 3.0.7 là zip về folder thì chúng ta sẽ giải nén nó ra. Thì tôi sẽ extract to một cái folder tạo ra là ESTET 3.0.7. Ở đây là cái folder ESTET 3.0.7 mà chúng ta đã giải nén. Như vậy trong cái file nén chia sẻ này chỉ có file gói lệnh và cái file PDF hướng dẫn và không có file main để chúng ta chạy kiểm tra. Đây là file PDF hướng dẫn cho gói lệnh này. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái data, cái file main tài liệu được chia sẻ trong cái phiên bản trước là ESET 3.0 beta 6. Thì chúng ta sẽ lấy một cái mẫu về để test. Tôi sẽ lấy file main là để test này. Thì đây cũng là file được chia sẻ trong nhóm toán và LaTeX ở cái phiên bản là ESET 3.0 beta 6. Chúng ta copy cả cái tệp main để test chấm text và cả cái folder data và folder answer. Chúng ta copy rồi chúng ta sẽ dán vào cái folder ESET 3.0.7 này. Ta paste vào đây. Như vậy chúng ta sẽ có một file text để chúng ta chạy kiểm tra là file để test chấm text này. Chúng ta sẽ mở cái file để test chấm text này với cái chương trình biên dịch LaTeX. Thì ở đây tôi sẽ mở là Text Studio. Chúng ta mở cả cái file e-test style đi kèm này nữa. Chúng ta cũng mở với Text Studio. Như vậy trong cái cửa sổ Text Studio này tôi đang mở hai file. Đây là file gói lệnh ETest Style phiên bản 3.0 beta 7 của tác giả Trần Anh Tuấn và Dương Phước Sang. Và đây là cái file để test của chúng ta. Chúng ta sẽ chạy file để test này. Trong file để test này tôi có khai báo gói tiếng Việt UTF-8, gói theo chuẩn UTF-8 gói Việt Nam này. Thì bởi vì cái file main chúng ta là có thể chúng ta sẽ biên dịch theo nhiều cái kiểu biên dịch LaTeX khác nữa, có thể là Lua LaTeX hay là Xe LaTeX. Nếu mà dùng Lua LaTeX và Xe LaTeX thì ta phải dùng gói tiếng Việt khác, đó là gói Phong Spec. Nên do đó trong gói ETest Style này chúng ta cũng thấy có một cái yêu cầu phải sử dụng gói UTF-8 Việt Nam. Vậy chúng ta sẽ khóa cái yêu cầu này lại. Và chúng ta có thể khóa lại bởi vì chúng ta đã đưa nó về tệp chính rồi. Chúng ta đã khai báo gói này ở cái tệp chính là tệp là để test chấm text này. Thì trong cái file style này chúng ta sẽ khóa nó lại. Rồi bây giờ tại cái file để test thì tôi sẽ chạy biên dịch build and view với Text Studio này ở cái biểu tượng build and view, hoặc là chúng ta nhấn F5. Chúng ta sẽ quan sát lỗi xảy ra và chỉnh sửa nếu có. Chúng ta đã chạy biên dịch kiểm tra.
đây là file để test. Trong file này là có sử dụng các file dữ liệu ở nằm trong cái folder data, là dữ liệu về câu hỏi dạng trắc nghiệm, câu hỏi true false và câu hỏi trả lời ngắn. Ở đây chúng ta đang chạy cái gói lệnh ESTEST với cái tùy chọn là tùy chọn gì chúng ta kiểm tra trong cái khai báo của gói lệnh này. Chúng ta đang sử dụng tùy chọn lời giải của gói ESTEST. Chúng ta sẽ kiểm tra một số tùy chọn khác. Chúng ta có tùy chọn đề thi. Chúng ta thay bằng tùy chọn đề thi thì ta lưu ý là phải khóa cái tùy chọn lời giải lại. Rồi bây giờ chúng ta chạy biên dịch kiểm tra lại. Build and view. Chúng ta đã có kết quả của tùy chọn đề thi, chúng ta chỉ thấy có câu hỏi. Chỉ có câu hỏi. Trong cái câu trả lời ngắn thì có ô kết quả. Ô kết quả. Ở đây là phần đáp án. Rồi chúng ta có một tùy chọn nữa là tùy chọn là show color. Chúng ta kiểm tra một vài tùy chọn. Bây giờ khóa cái tùy chọn đề thi lại, chúng ta để tùy chọn show color. Ở đây là kết quả của cái tùy chọn show color. Chúng ta thấy có một cái báo lỗi khi chúng ta thay đổi tùy chọn show color này. Chúng ta kiểm tra lại lần nữa đã. Ở đây là tùy chọn đề thi. Thì chúng ta thấy là không có báo lỗi. Không có báo lỗi. Nhưng chúng ta lại thấy có một cảnh báo là cái gói lệnh file content style này là lỗi thời. Thì chúng ta có thể chưa sử dụng tới gói lệnh này, chúng ta có thể khóa nó đi. Thì gói lệnh này là được khai báo trong cái ETest style. Chúng ta có thể thấy ở đây là chúng ta tìm thấy trong phần yêu cầu gói có cảnh báo về gói này đã lỗi thời rồi. Vậy chúng ta khóa nó lại. Rồi bây giờ tôi chạy biên dịch lại build and view. Rồi chúng ta đã biên dịch lại và đã biên dịch thành công. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại và kiểm tra cái tùy chọn show color. Hiện tại sẽ có một báo lỗi ở cái dòng 11 trong cái gọi trong cái tệp TrueFone.txt.
À, như vậy ở đây chúng ta thấy là với cái tùy chọn đề thi và tùy chọn lời giải thì biên dịch không bị lỗi. Còn với tùy chọn là Sol Color thì biên dịch lại bị lỗi ở những câu là bắt đầu từ cái câu true false cho tới câu short answer. Còn không có báo lỗi ở các câu trắc nghiệm multiple choice. À, chúng ta sẽ đoán cái lỗi này là có thể liên quan tới việc đóng khung cái câu hỏi. Các tùy chọn lời giải và đề thi thì không có các cái khung bao lấy câu hỏi này và không bị lỗi. Còn với tùy chọn Sol Color thì lại bị lỗi. Đây là báo lỗi chúng ta. À, vậy chúng ta có thể tạm thời sửa là chúng ta bỏ cái khung này đi. Thì để bỏ cái khung này đi thì tạm thời chúng ta sẽ vào cái gói e-test. Ở đây chúng ta chỉ cần gõ tìm kiếm Ctrl F. Rồi sau đó chúng ta nhập cái từ tìm kiếm là Sol Color thì sẽ đi tới cái khai báo của tùy chọn Sol Color ở đây. Thì chúng ta thấy ở đây là có câu lệnh này, chúng ta có thể đoán là tạo ra các hộp bao lấy các môi trường EX, BT và ví dụ VD. Chúng ta tạm thời khóa nó đi đó. Chúng ta khóa các cái tùy chọn tạo khung này đi. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại cái tệp để test chấm tích. Chúng ta sẽ biên dịch lại với gói Sol Color này. Biên dịch lại với tùy chọn Sol Color. Như vậy chúng ta đã biên dịch thành công. Tùy chọn Sol Color thì có tô màu thêm các đáp án đúng. Nó cũng giống như tùy chọn lời giải nhưng mà chỉ khác là có tô màu thêm tô màu các đáp án đúng ở đây. À, như vậy chúng ta đã chạy kiểm tra biên dịch với cái gói ETEST 3.0 beta 7. Thì trong cái kiểm tra biên dịch này thì ta tạm thời đang chỉnh lại cái tùy chọn Sol Color là chúng ta không có cái khung bao lấy câu hỏi. Như vậy đây là cái file để test chúng ta đã biên dịch ra PDF bằng việc kiểm tra cái e-test đây, phiên bản là 3.0.7. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm các hướng dẫn trong cái file hướng dẫn e-test 3.0.7 này. Chúng ta có thể xóa tạm các file tạm thời đi. Đây là folder chứa cái file etest style 3.0.7 và cái file để test. Thì thầy cô và các bạn có thể thực hành kiểm tra lại. Video chia sẻ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn.